liên quan tới tình trạng ô nhiễm từ bụi đỏ ở sân bay Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân dân huyện này cho biết, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa đồng ý hỗ trợ 300 triệu đồng để gắn máy lạnh cho một số trường học nhằm ngăn chặn bụi đỏ sân bay Long Thành tràn vào. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành hiện đang yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo giả soát các trường lớp bị ảnh hưởng bụi đỏ từ thi công san nền sân bay Long Thành để gắn máy lạnh. Với việc gắn máy lạnh, lớp học ở một số nơi bị bụi đỏ tấn công sẽ có phòng kín, giảm thiểu bụi đỏ, làm ảnh hưởng tới việc học tập, giảng dạy và sức khỏe của học sinh cũng như các thầy cô giáo. Ủy ban nhân dân huyện cũng cho biết đây là cam kết ban đầu từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nhằm khắc phục bụi đỏ phát tán vào trường học. Tuy nhiên, thực tế quá trình thi công sân bay Long Thành khiến bụi đỏ phát tán rất xa, ảnh hưởng tới nhiều xã, thị trấn thuộc huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai. Liên quan tới tình trạng bụi đỏ tại đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng thông báo sẽ có kết luận việc ACV chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình thi công sân bay vào đầu tháng 4 năm nay. Bước đầu đánh giá quá trình thi công sân bay Long Thành khiến cho bụi đỏ phát tán rất xa, ảnh hưởng tới nhiều xã, thị trấn thuộc huyện Long Thành của tỉnh Đồng Nai. Nguyên nhân là do công tổng công ty hàng cả hàng không Việt Nam thực hiện tưới nước không đầy đủ tại các vị trí như là nội dung báo cáo, đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Quá trình thi công trên diện tích hơn 2.500 ha, phương tiện di chuyển nhiều và chạy với tốc độ nhanh đã làm bụi phát tán. Ngoài ra, thì thời điểm thi công vào mùa khô có gió xoáy nên cuốn bụi đỏ lên cao và phát tán ra nhiều khu vực.